Nói đội đó là cái xe kẹt quá Trời. cho nên là cũng chưa đi ra khỏi bọn gì cô, khi nó ra khỏi được cái khu vực kẹt xe thôi thì hôm nay nên cái ngày tôi ở nhà cũng là thăm cái kiều một chút. Hai hai ba tuần qua thì tôi cái ngày đi hàng các đi học thì tôi về lại bận đi công việc cho nên không có nhà. Tôi thấy quý vị cố gắng đi học thì chúng tôi thấy rất là vui, vì cái tâm lý cái người mà đứng ra mở lớp hay là đứng ra tổ chức một cái điều gì đó mà được cái tập thể, mọi cá nhân, mọi tập thể mà cùng tham gia hết sức là tích cực, thì cái đó là cái niềm hạnh phúc. Tôi rất tiếc là các vị thấy 13 năm chúng tôi qua nước Mỹ mà đã không có được cái may mắn để được đi học như lúc này. Lúc này được thầy giáo sư vô tới tận nơi để dạy, và tôi là cũng có bữa bữa thăng bữa trầm, thì các vị thấy rõ ràng là ý là chúng tôi là những người xuất gia theo lại là bớt việc rồi, mà nó còn phải đa sự tới như vậy. Thì tôi rất là thông cảm với các vị ngoài đời rất là bận bịu, nhưng mà các vị cố gắng hết sức. Thành ra tôi gọi là cái danh từ là cảm ơn quý vị để cho duy trì được cái lớp học tiếng Anh này. Đó là cái điều mà mơ ước nhỏ của chúng tôi, kể cả giáo sư Ngô. Thì thưa quý vị, thì học văn mấy tuần qua thì các vị cũng biết cái cách dạy của giáo sư, cách trình bày như thế nào rồi. Tôi bữa nay giáo sư vì bận công việc kẹt xe đi trễ thì chúng tôi cũng không cần ca tụng làm gì, nhưng mà các vị thấy là một cái người rất là sư phạm phải không? Thì bây giờ chúng ta lớn tuổi thì thôi, cái điều gì căn bản chúng ta cần học thì cứ học, chứ nếu mà bây giờ mà học từ chương trở lại á, từ ABC á, thì thấy nó lâu quá. Thôi thì để đáp ứng cái nhu cầu, cho nên tôi nhiều lần ngồi đàm đạo uống trà giáo sư, tôi cũng thấy là giáo sư cũng có ý như chúng tôi cũng có gợi ý như vậy. Thì các vị nhớ cố gắng là cái điều các vị siêng năng, và đó là các vị đền ơn cho thầy giáo cũng như cho chúng tôi rồi. Các vị đừng có khó, đừng có ái ngại gì hết, vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phục vụ được cho ai, cho điều gì, đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Nói riêng là trong đó của cái giới mà tu sĩ Phật giáo, thì sẵn đây thì tôi kể vui một cái câu chuyện. Tôi nhớ rằng tôi hay thường hay nhắc nhở cho quý học trò trong đạo của mình đó. Cái cuộc đời nó chỉ có hai cái vấn đề mà chúng ta phải chọn. Thứ nhất là chúng ta phải làm điều gì đó gọi là thiện, cái thứ hai ta tạo cái nghiệp gì đó gọi là ác. Thì với tư tưởng của đạo Phật thì không biết trong này có vị nào đạo đạo Kitô không, thì chúng tôi không biết, nhưng mà thôi thì cũng cùng một đạo đi, bị gì đạo Phật rồi Kitô gì cũng là dạy thiện ác thôi phải không? Cái điều mà xưa nay từ năm 1996 bắt đầu tôi đi giảng dạy Phật giáo thì tôi không bao giờ đụng chạm tới tôn giáo khác, chỉ có nói thẳng về cái tôn giáo mình, đạo giáo mình mà thôi. Chúng cái nào hay thì tôi xuyển dương tích cực, còn cái nào mà không hay thì tôi sẵn sàng lên tiếng, kể cả bản thân tôi. Mà cho tới bây giờ nhiều người họ nghĩ rằng là nhiều khi á,
thấy cái thân tướng tôi kịch cộm xấu xí thì thầy nghĩ là chắc là tâm tôi cũng như vậy. Thông thường thì người đời á của các vị thì hay nhìn là cái người nào mà thân tướng đẹp thì nghĩ là tâm tốt, rồi thân tướng xấu thì tâm xấu, thường là vậy. Thì nó cũng đúng một phần nào đó, tại vì cái kiếp tiền căn, cái quá khứ tạo những cái điều gì đó bất thiện đó, cho nên mới dẫn tới hiện đời là sinh ra thân tướng nó khó coi, thấy không? Còn ví dụ như kiếp tiền căn trước cái gì tạo những điều gì tốt lành đó, thì sinh ra hiện đời này tươi tắn, giàu có, sáng sủa, trắng trẻo, không nó thường là như vậy. Tuy nhiên thì trên tinh thần nhà đạo thì lại có một cái điều quan niệm là ngay cả đạo Khổng quan niệm là hữu tâm vô tướng. Nếu có tâm mà không có tướng thì tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm thì tướng tùng tâm diệt. Tinh thần đạo thì quan niệm là nếu như mà lỡ sanh ra con người xấu xí đen đúa, người ta không ưa, là nói khó nghe, hành động quá thấy, thì bây giờ mình ráng tu làm sao để cho mình chuyển đổi những cái xấu xí đó nó trở thành cái dễ tôi, cái dễ nghe, cái dễ mến. Nhưng mà tại ràng buộc xưa nay á, thì cái quan niệm là non sông dễ đổi, bản tánh khó dời thì đúng. Cái người xưa nay mà thường thường cái người nào có nghiệp, cái tâm tánh nó vậy rồi khó thay đổi. Cái số đông là khó thay đổi, phải không? Thường thường nó là cái bà đó tánh tình mà như vậy là khó thay đổi lắm. Hoàn cảnh nào cũng chuyển đổi rất là khó. Tuy nhiên thì phải có ý thức thì mới thay đổi được. Cho nên tu thì là chuyển cái nghiệp sức đó. Nhưng mà tôi biết rằng khó thay đổi, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng chúng ta vẫn thay đổi được. Thí dụ như xưa kia là nói tôi rất là khó nghe, thậm chí có khi gọi là vô duyên nữa, nhưng mà thầy tôi rầy với không được có mở miệng, không mở miệng ra là cái giọng nói thì ồ ề khó nghe lắm, khi nói nó quạo quọ được kia vô duyên quá. Tại hồi tôi trốn nhà tôi đi tu năm đó tôi mới 14 tuổi à. Thì năm bắt đầu là cái tuổi lúc đầu mới lớn mà, nên nó bể tiếng. Thầy nói giọng nó ồ ề, mà đã vậy nó còn tụng kinh nó còn bắt ô mặt lưa lên. Thì biết là xưa một thời gần quê đâu có cái như bây giờ mà cùng thanh thao rồi đâu, cái ô sắt á bắt lên nó rè cũng khoái vậy, mà mình thì mình nghe mình tụng giỏi, nhưng mà người ta nghe thì nó khó nghe. Thầy tôi đã khó nghe ồ ề thì mà lại vô duyên nữa, thì lúc đó tôi cũng buồn, sao thầy mình chê mình dữ vậy. Nhưng mà rồi từ từ tôi mới suy nghĩ lại, thôi thì lại nói mình khó nghe thì bây giờ mình tập bắt đầu tôi đi học thì nghe mấy thầy dạy nó hồi xưa, hòa thượng giám đốc đó là hồi xưa ông Thiện Hòa đó, sau một nhà doanh nhân giàu có chợ lớn mà giao tiền của nhà cửa cho con, chia cho con rồi đi xuất gia tu hành, mà trở thành một vị học tăng rồi danh tăng mà được chư tăng cử ra làm giám đốc Phật học viện. Mà sư ông hiền lắm đó, sư ông hồi xưa một nhà danh nhân mà khi đi tu á, cái người con nít đó sư ông cũng dạ đó. Thì bắt đầu tôi mới nghe điều đó, tôi mới lắng trong tâm mình. Bắt đầu từ đó ai nói tôi cũng giả. Ta có những cái mình nghe, mình học, mình thực hành vậy đó, là từ đổi thay. Nhỏ hơn tôi nói tôi cũng giả đó. Thì các vị thấy như vậy đó, bắt đầu đổi thay. Giả là nếu người bác nói thì mình vâng, mình cung kính, mình quý trọng người ta, mình thấy mình nhỏ bé, cho nên từ đó bắt đầu cái tôi của tôi nó bớt dần dần đi, nó không còn quạo quọ mà bẩu lẩu mà lời nói nó rồi nó dễ thương. Ví dụ như nói chuyện ai thì dạ thưa, dạ bẩm, dạ bạch, hay là nói chuyện mình phải dạ lót trong đó,
Thế thì tôi mới nghĩ rằng cuộc đời nó đổi thay không khó nếu như mình có ý thức. Rồi nó có nhiều cái việc tôi thì thôi đa nghiệp. Tôi tự tách trách mình là đa nghiệp, đa chướng. Cho nên đó thầy tôi nói nếu như mà tôi tu hành mà không thay đổi cái tâm đó, cái lòng vị tha đó, thì khó ai có thể ở chung với tôi được. Bởi vì khi mà đi tu một thầy một trò rồi lại ở một vị thầy khó, rồi lại mình lại khó, nói con trai giống mẹ khó ba đời. Thật sự tôi phải đi tu được giống cha là tôi rất là đẹp. Tôi giống mẹ, tôi giống bên ngoại, cho nên ai cũng lớn con đó. Nói trai giống mẹ khó ba đời, khó lắm. Có những cái thì tôi thô thiển, nhưng mà có những cái tôi khép mình rất là khó. Bắt đầu từ đó khép mình vô cái ăn, cái nói. Và cổ nhân người ta học ăn, học nói, học gối, học mở. Đi một bề đàn, học một sàn khơ vân vân. Bắt đầu tôi khép mình vô những câu thành ngữ, những câu tục ngữ, rồi những câu Hán ngữ, rồi những câu Phật ngữ. Cho nên bắt đầu tôi có những cái điều rất khó. Vì vậy mà tôi không được tình thương của cái giới bạn đồng tu. Có khi mình muốn hòa đồng, nhưng mà mình hòa đồng rồi thì nó lại bất đồng. Có khi mình giả vui quá trớn thì lại nó mất niềm vui. Cho nên tôi rất là bất hạnh. 30 mấy năm qua thật sự tôi cô đơn một mình. Từ 12 năm đất Sài Gòn, 7 năm trở về lãnh chùa, và 13 năm qua bên này thật sự rất là cô đơn. Nhưng mà đổi lại được một số tình thương của Phật tử trí thức. Tôi rất mừng là may mắn cho tôi là được gần người trí thức nhiều hơn người vô học. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê người thất học, người vô học. Thất học vô học của tôi quan niệm là những người không có ý thức, chứ không phải thất học vô học của tôi là những người không biết chữ. Không phải có những người không biết chữ, có những người không rành về ngữ nghĩa thánh hiền, nhưng mà người ta rất là cung kính đạo đức tác phong. Tuy nhiên cũng có những người học rất cao nhưng mà lại phong cách không có. Cái gì thấy đúng không nè? Cho nên chúng tôi là rất mừng là chúng tôi gần những người không biết chữ nhưng mà họ cũng là những người có đạo đức. Còn gần những người học cao hiểu rộng thì lại tăng trưởng vừa đạo đức vừa tài năng. Thí dụ như giáo sư dạy tôi đây, thật sự rất nhiều giáo sư Ngô đâu phải là vừa đi dạy văn hóa Mỹ thì làm gì mà gặp tôi ông thầy, ông giáo sư Ngô và ông Thanh tôi một tuổi đó, ông Thanh sinh tôi thì làm gì phục như vậy. Mà lúc đầu giáo sư Ngô hoàn toàn thấy tôi cũng như tôi nói ban đầu, thấy tôi kịch trộm đen đuối vậy. Thật sự lúc đầu tôi nói chuyện giáo sư cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa kìa. Nhưng mà học tôi vẽ lễ thì khi tôi tuổi thân lắm, mình có mình là người tu mà. Nhưng mà rồi tôi lại ngửa mấy lần, tôi thấy cái phong cách của giáo sư và cách dạy cho nên tôi rất là thích. Nó hợp với cái đạo đức, nó hợp với cái gần gũi với cái khế kinh của Phật. Dù là giáo sư không nói gì về Phật nhưng mà nó cái tính chất triết lý nhân quả. Thì từ từ giáo sư mới gần, chứ giáo sư tưởng con tôi là ông thầy rất là bình thường. Sau đó khi gần rồi quen rồi thân, rồi cho tới Tết Tây, giáo sư cùng gia đình vào trong này là Tết Ta, là nhiều lần như vậy, cho nên nó trở thành một cái sự kính trọng, thân quen. Thì tình cờ nó là chắc chia tay giáo sư là học trò không thể đi học được nữa. Bởi vì tối thì đi làm mà ban ngày học tới giờ 1 giờ rưỡi trưa ra ngủ không, không thể học nổi. Thật sự ngủ không, bởi vì các vị biết không, làm buổi tối nhất là làm cho người già đâu có ngủ được sẵn giấc đâu. Thì giáo sư nói thôi còn không thì bây giờ nếu đây được vài người thì giáo sư quan tâm vô đi dạy. À, tôi nghe thì tôi mừng quá, tôi nhận lấy cái lời hứa đó liền. Rồi tôi cố gắng để cái lớp học mình được như thế này. Thành ra các vị đừng có ái ngại gì cả. Vì các vị cố gắng dành cái thời gian đi học là tôi rất là vui rồi. Chúng tôi chỉ buồn khi nào mà cái lớp mình nó vắng.
thật sự ở chùa này nó chỉ có ba camera, là cái camera gắn ngay cái đèn đó, cho nên hai ba tuần qua tôi không có nhà, nhưng mà tôi dòm tôi thấy cái lớp học đủ là tôi mừng lắm. Cái camera thứ hai là gắn sức xanh, thứ ba là sức sao thôi, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng coi. Chuyện gì đặc biệt tôi bật máy tôi coi, vì tôi không làm gì tôi nét. Thì tôi có một ông sư huynh, ông cài sẵn vậy đó, rồi lâu lâu tôi bật, mà coi nó chỉ được đó, nó quay 30 giây và coi được có 30 giây là tự nó tắt à. Đó thì cứ hồi cái đấy coi thấy thầy dạy chưa, hồi coi cái lớp có đầy không, đó là tôi rất là vui. Đó là cái niềm vui của cái người đứng ra tổ chức một cái việc gì đó. Thì bây giờ cái điều mà chúng tôi muốn nói hồi nãy, con người chỉ có hai cái cách mình phải chọn. Một là mình đi trên con đường thiện, hai là mình tạo cái nghiệp ác. Chỉ có hai cái đó, thì hãy tạo con đường thiện thì mình được đi lên, mà tạo cái nghiệp ác thì nó kéo lôi mình đi xuống thôi. Tôi thường hay kể có một cái câu chuyện là có hai người sống một tổ nhân gian này, hai anh bạn rất thân. Sau tình cờ hai người chết trong một cái thời gian gần nhau, thì đây là cái câu chuyện giả sử thôi nha, đi xuống với cõi âm. Thì vua Dương Chúa mới bảo lật sổ ra coi, thì mấy hai ông bạn này hồi sống ở trần gian thì không có làm điều gì ác lớn, và ngược lại thì cũng không có làm điều gì phước đức nhiều, sống bình 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 qua ngày đoạn tháng vậy thôi. Thế thì bây giờ chắc chắn rằng không làm ác thì không đi xuống, mà không làm thiện thì không đi lên, trở lại cái cõi nhân hoàng này. Thì vô duyên Chúa mới cho hai cái quyền tự chọn, phải nhận thức và tự chọn. Thì vô duyên Chúa nói bây giờ hai người không làm việc gì ác lớn, lạc giặc thì có, làm điều thiện cũng không làm điều gì thiện lớn, làm nhỏ nhen thì có. Thì bây giờ sanh nhân gian này, thôi tôi cho hai anh tự chọn. Một là lên nhân gian này cả cuộc đời anh chỉ biết hưởng thụ mà thôi. Hai là anh lên nhân gian này anh chỉ biết cống hiến mà thôi. Một trong hai anh chọn, có hai đường. Thế thì ông kia ông nghĩ là mình khôn, danh trí vậy đó, hưởng thụ sướng cống hiến không, tôi xin ghi danh là tôi lên nhân gian là cho tôi hưởng thụ cả đời đi, ngồi hưởng thụ, nằm hưởng thụ chứ không cống hiến. Thì ngược lại ông bà nói thôi vậy thì anh đã chọn con đường đó thì tôi xin chọn con đường khác, cho tôi nguyện lên của nhân gian này tôi xin cống hiến cả một cuộc đời cho người. Thì ý nghĩa rằng cách một thời gian mấy chục năm sau đi, thì một buổi trưa cái anh mà miệng sống lên nhân gian này sống cuộc đời cống hiến mới chở vợ đi làm phước, đi ngang cái ngã ba đường, nhìn thấy sao có bóng dáng giống như ông bạn của mình năm nào ngồi đó xin ăn, đúng không, ngồi đó xin ăn. Thế người ta mới dừng xe lại móc ra cho một đồng để nhìn, không phải bạn mình đâu. Thì đúng là bạn mình. Ủa tại sao anh ngồi đây? Anh nói tôi biết nhân quả gì, mà từ khi tôi sanh ra thì cha mẹ tôi cũng không biết cha mẹ tôi là ai, bỏ thì người ta bồn bế đem về nuôi, rồi cha mẹ cha nuôi tôi cũng chết đi, rồi tôi cũng coi như mỗi ngày cũng xách cái lo đi xin ăn. Giờ nó tới bây giờ tôi cũng ngồi để tôi xin ăn. Thì anh kia thì thấy còn tôi thì khác. Tôi sinh ra thì được cha mẹ nuôi đánh bắt tôi phải ăn phải học, coi như là ngày ngày bị đòn roi của thầy cô giáo, đòn roi của cha mẹ bắt phải xô tôi tới trường để học, học cho ra trường làm bác sĩ, phải cưới vợ, phải cho luật sư vân vân, rồi bây giờ con cái tôi phải dạy tiếp tục cái đại học. Và khi tôi ra trường làm bác sĩ, tại vì tôi nghĩ rằng bệnh nhân khổ đau, cho nên hết người bệnh này réo tới bệnh nhân kia kêu cả ngày, tôi phải đi lo cho các bệnh nhân, hết bệnh viện này tới bệnh viện kia. Cuối tuần thì vợ tôi bắt tôi phải đi làm những điều phước thiện, đi phát cơm cho người nghèo, đi tới trị viện mồ côi, đi tới trại dưỡng lão, cho nên
Dù cuộc đời tôi thấy nó không có thời gian mà để tôi ngồi đó tôi hướng thụ. Thấy không? Thì tôi chia sẻ tới các chị như vậy để các vị nhớ câu chuyện này, thì coi chừng chỉ có một cái mai này thôi, chỉ có một cái não bộ này thôi mà mình lơ đãng trong nhà Phật gọi là mất chánh niệm thì mình sẽ đọa lạc liền. Vì vậy mà trên tinh thần Phật giáo đòi hỏi con người phải có trí tuệ. Nói tới cái điều cuối cùng là Phật giáo hướng dẫn con người phải đạt tới trí tuệ. Cho nên nhiều người quan niệm sai lầm là mà Phật giáo là phải coi như là yếm thế, là bi quan. Phật giáo là thế này khác, chứ không phải thực sự. Phật giáo phải đạt tới trí tuệ. Và Phật pháp không rời cái pháp thế gian. Nếu như thế gian này không có chúng sanh đau khổ thì Phật giáo không có mặt. Cho nên Phật giáo ra đời không phải để phục vụ cúng kiến cầu nguyện, mà nếu đúng trên tinh thần Phật giáo có mặt thế gian này là một cái đạo giáo để hướng dẫn cho con người phục thiện để giết điều ác. Thành ra nhiều khi á, sáng nay tôi giảng trên mạng, trên diễn đàn, tôi có nói có nhiều vị vì học không tới nơi tới chốn, hiểu không hết ý Phật dạy, cứ nghĩ rằng là phải Phật giáo mới cần tín đồ cho đông, chùa cho lớn, đồ đệ cho nhiều, nhưng thật chất không cần như vậy. Phật giáo chỉ cần cái lượng, cái chất chứ không còn cái lượng. Cần hướng dẫn cho người nào đó tới nơi tới chốn. Chúng sanh thì thiên hình vạn trạng, nghiệp trước thì sâu dày. Mỗi người đã có một cái tư tưởng, có cái nguyện lực, nghiệp lực khác nhau. Thì làm sao mà mình muốn gom hết chúng sanh về mình được. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng những vị thầy quan niệm là có tín đồ cho đông, làm nhiều việc cho nó nổi danh, đó là một cái sai lầm. Mà Phật giáo là chỉ cần dạy cho một người, hai người, số ít người. Một vị thầy có thể hướng dẫn cho vài người thôi, mà họ đi được con đường lành là cũng đã đền ơn cái Phật, đền ơn cái tổ. Chứ không phải thấy những cái chùa to, Phật cho nhiều, tín đồ cho đông, như vậy là Phật giáo nguyên hiển. Nếu những ai là Phật tử của tín đồ Phật giáo á, thì nào giáo sư tới nói chưa thấy thì nếu ai là tín đồ Phật giáo á, thì các vị mới biết là Phật giáo chúng ta hiện giờ đang cái thời gọi là pháp nạn. Mà pháp nạn một lần Phật giáo pháp nạn nó phải kéo dài tới 300 năm. Cho nên ngày nay nhiều vị đó là tôi tự hào rằng quê hương tôi chùa to quá, chùa đẹp quá, trời ơi mỗi người đi chùa đàng hoàng, cái thật sự đừng tự hào điều đó. Các vị đã nhớ cái cây bồ đề á, ai biết cây bồ đề nó to lớn vậy đó, nhưng mà trái bồ đề đấy là nó thế là cái hộp ngón tay vậy. Và thậm chí mà trái nhiều quá cái bồ đề phải chết cả 100 năm, cả 1000 năm nó mới ra trái, nhưng mà có khi ra trái rồi nó phải chết. Thì ví như cái Phật giáo vậy đó. Cho nên Phật giáo chúng ta nó đang cái thời pháp nạn rất là lớn, nhiều cái điều pháp nạn. Thứ nhất là ngày nay tranh hùng tranh bá với nhau giữa chính trị nó cũng liên quan tới Phật giáo một phần. Theo lẽ Phật giáo không liên quan tới chính trị, thời Đức Phật không bao giờ dính đến chính trị, Phật là một hoàng thái tử bỏ đi đâu. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thời gian nó mai một, gia nhập dính vào chính trị, thành ra nó trở thành Phật giáo chính trị. Phật giáo trở thành kinh tế. Theo đó Phật giáo là cái người bỏ hết tất cả, bên mình bán cho xin ăn và một cái y để đắp khi đêm tối về, để đắp mũi che thân khi đi khất thực, để kín đáo cái thân mà đi cho thân tướng dễ coi, vân vân, để thiết pháp để cho nó trang nghiêm, chứ đâu có mà quần là áo lụa. Nhưng mà rồi Phật giáo nó qua các nước trở thành bây giờ Phật giáo kinh tế. Rồi Phật giáo tín ngưỡng, khi gia nhập nước này nước kia vô tình Phật giáo nó trở thành tín ngưỡng, thành tôn giáo.
Chứ Phật giáo là một cái đạo dạy cho con người đi trên con đường lành thôi. Không thờ phượng ai, không tôn sùng ai, bởi vì Phật giáo dạy cho con người trở về với cái tự ngã của chính mình. Và chính mình có khả năng giác ngộ giải thoát, chứ không có phải mà van xin cầu nguyện. Nhưng mà rồi cuối cùng trải qua 2700 năm thì Phật giáo chúng ta đã đang cái thời kỳ pháp nạn. Pháp nạn không phải thời của họ Ngô Đình Diệm cho tới đấu tranh để giành lại Phật giáo thống nhất, mà pháp nạn trước đó và thời đó và kéo mãi tới bây giờ, phải kéo dài 300 năm như vậy. Thì bây giờ chúng ta là những người con Phật, nếu chúng ta may mắn, chúng ta nắm được cái đại ý của Phật Pháp, chúng ta làm những điều lành, đó là chúng ta theo Phật. Bây giờ các vị thử đi chùa cho nhiều, rồi nghe nhiều, thấy nhiều, phiền não nhiều, phải không? Rồi theo thầy thì phải theo thầy cho giỏi, theo thầy danh tiếng, nhưng mà nó chắc thôi, cho nên cũng không chắc. Thời gian ấy nghe xuyên cái đồ này, xuyên cái đồ kia, thật sự ai cũng còn phào hết trơn. Thành ra cho nên thôi, chứ bằng bây giờ các vị quy y Phật Pháp Tăng, là quy y mười phương pháp giới Phật Pháp Tăng, không có thầy nào ạ. Rồi quý vị hãy cố gắng làm lành, đánh giữ. Làm sao cho gia đình mình hạnh phúc, làm sao cho gia đình mình trân thượng dưới hòa, làm sao cho mình trả được cái ơn một phần nào đối với cha mẹ ông bà, làm sao dạy cho con cháu thảo hiền, làm sao sống cuộc đời có đạo đức, như vậy là tốt lắm rồi. Còn nếu chùa chiền hay một tổ chức nào, bất cứ tôn giáo nào mà có cái buổi nào đó nói đúng Phật Pháp, nói đúng chánh Pháp, nói đúng cái nền đạo giáo đó thì mình nghe, còn không thì thôi. Cho nên đừng có đi sâu vào những cái nơi tôn nghiêm thiêng liêng thờ phượng, có khi chỗ đó nó lại là cái bãi rác. Cho nên cái hay nhất chúng ta bây giờ căn bản lên lõi Google có hết rồi, triết lý muốn câu gì cũng có hết rồi, thì bây giờ mình giữ tâm mình sẽ trong sạch. Tôi nói như vậy không phải tôi cấm cản các vị đừng đi chùa, đừng theo thầy nào, nhưng vì tôi sợ các vị nghe nhiều thì có khi thối tâm nhiều, biết nhiều sẽ lôi sụp nhiều, phải không? Nhưng mà đó là cái nghiệp của mình. Mình thấy điều ác nhiều hơn điều lành cũng là cái nghiệp của mình nghe. Cho nên tôi chỉ mong rằng các vị, cái gì ác, các vị phổi bỏ nó, cái gì hay, các vị trân trọng nó vậy thôi. Còn đừng để cái điều ác nó ở trong cái não bộ mình, nó uổng phí lắm. Cái đầu mình có một mà mình làm trăm, mình suy nghĩ trăm công ngàn việc rồi, mà mình còn để những cái việc không phải trong này nữa, nó thì nó uổng cho cái mai của mình. Thì thôi, thì hôm nay cũng là một cái duyên, nhờ kẹt xe thầy giáo đi trễ là cũng là cái duyên tôi ở nhà. Tôi có đôi lời tâm sự các vị như vậy để cho các vị cố gắng. Nhưng mà chắc tôi phải sinh hoạt rồi với thầy giáo, nếu biết mình đã kẹt xe thì mong rằng thầy sẽ tranh thủ sớm một chút. Chứ còn tôi biết thường thường á, mà bao nhiêu người mà chờ đợi một người thì nó dễ chán lắm. Thật ra không biết là tôi nói thầy có phiền không, để tôi cũng lựa lời, tôi thưa việc. Chứ còn mà học mà cứ nghĩ cái mất cái thời gian các vị, vậy rồi bắt đầu mơ mốt các vị cũng nói thường kẹt xe, rồi cứ người đi trễ chút riết rồi chắc cái lớp học này nó không còn giờ giấc quy định nữa, phải không? Nhiều khi thầy không đi sớm được đó thầy, tại vì phải từ cái chỗ khác chạy qua đây. Mà từ nhà con xuống Bích Nết có tí xíu là có 7 phút thôi, mà hôm qua con kẹt xe 20 mấy phút con mới tới. Mai là cái mùa này á, sẽ diễn ra được cái sáng tới 9-10 giờ. Cứng luôn.
chứ nếu mà mùa đông là vậy là cái gì quýnh nước lên rồi. Đúng không? Mùa đông là tối đen, tối mù là người ta sợ chứ đó. Em cũng không được cho tại vì một lần là nước trễ đó con cho uống. Cái gì có nước uống đi. Thì đủ rồi đủ cho dạ dạ trong qua tháng mà em đi đi để một cái gì cảm ơn. Sau khi tôi nói chuyện giờ thời gian còn có gì có điều gì để đặt hỏi không? Thầy giảng thì tụi con nghe thôi chứ con đâu biết gì hỏi này. Bữa con nghe thầy nói là ở bên này bên Phật giáo là không có cái tổ chức của bên này là do không thành lập hay là do chính quyền người ta không cho cái chế giáo quyền bên này là tổ chức nhiều tổ chức lắm chứ bên này muốn tổ chức gì tổ chức. Như tôi đây tôi cũng có cái hội gì cũng có tổ chức được, nếu quý vị đưa quý vị vào hội tổ chức cũng được chứ. Nhưng mà thật sự nó là một cái tổ chức nó giống như hồi đời là biết sinh địch thôi. Chứ nó không có giáo quyền. Luôn cả cái vùng đất này là vùng đất của Thánh giáo đó, của Kitô giáo đó. Mà giáo hội Kitô giáo ở bên Mỹ này cũng không có giáo quyền. Mà phải dưới giáo quyền, ví dụ như bên Kitô giáo thì phải dưới giáo quyền của Vatican đúng không? Chứ cũng không có giáo quyền của bên Mỹ này, không chi Phật giáo. Bởi vì bên đây nhớ là một điều là gọi là nhân quyền này. Nhân quyền kể cả thí dụ như trường học cũng của dân lập ra chứ đâu phải của chính quyền hay là bệnh viện. Chứ mình có liên hệ gì với bên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thầy? Của mấy thầy từ hồi xưa chứ 75 ở Việt Nam. Bây giờ nó đã là ít ra rồi giờ thống cái thống gì nữa chứ thống giờ thống lý chưa chôn đó. Bây giờ ví dụ như ngày xưa đó nói vậy thì tôi xin trả lời đây nó không cũng không phải liên quan gì tới chính trị. Những thầy trước năm 75 mà vượt biển qua đây thì có nghĩa là không đồng ý với chế độ đương thời. Tôi xin phép tôi không đụng tới chính trị nha. Để thôi nhiều khi nói tôi đụng tới chính trị này kia. Thì khi qua đây thì dẫn ôm cái là thành lập văn phòng hai Việt Hóa Đạo. Thì đầu tiên á thì vào năm cái giáo hội ở tại quê nhà thì sau năm 75 thì thành lập là giáo hội nhà nước bây giờ đó. Thì năm 81 ngày 17 tháng 11 năm 81 rồi. Còn người bên đây thì thành lập lại vào năm 93. Có nghĩa là không đồng ý với cái giáo hội mới. Giáo hội mới thì thành ra vẫn duy trì cái hội cũ. Nhưng mà giờ tôi cũng thưa thật à. Bây giờ tôi nói với các thầy có thầy tôi tất cả đều không làm gì được. Chẳng qua là để lấy lòng cộng đồng thôi. Cái gì hiểu không? Giờ nói thẳng là nói vậy thì mắc cỡ chứ nói mà nói vậy cái thế nào nó cũng đánh phá thì nữa. Lấy lòng cộng đồng để cho những vị mà thuộc Cộng Hòa họ thấy là mấy thầy này không chấp nhận cái cũ, cái mới mà theo cái cũ để lấy lòng cộng đồng thôi chứ thật sự không biết thống nghị gì. Mà nếu ai không vô cái thống nhất đó ở bên đây không hay quá đạo thì họ bắt đầu họ bích. Họ cho rằng là theo giáo hội mới. Theo bên kia. Rồi bắt đầu là những vào năm 93 thành lập tại San Jose. Rồi bắt đầu mới đưa lên cái ông Võ Văn Ái là cái ông bên Pháp, ông là phát ngôn nhân á. Thì ông muốn làm gì ông làm, ông tự tôn tự tác. Ông nắm được điểm yếu của cái thầy. Thầy này qua bên đây không có khó. Bởi vì qua đây nó, lúc đó nó chớ nhớ mà. Có thầy thì phải kết hôn với người đại. Để lại có thầy thì hoàn tục. Có thầy thì cũng phải ra đời vài năm vân vân. Rồi có thầy qua đây thì thế này thế khác. Cho nên ông nắm hết cái khó. Thành ra vậy mà ông xây trở. Thầy nào nghe ổng đốt lót cái ổng thì coi như ổng vân vân dạ dạ ổng tao ổng rỗi về cái quốc nội
Còn mà thầy nào mà không rút lót với ổng, rồi ổng ăn biết bao nhiêu trong bao nhiêu năm trường, thì bắt đầu là ổng bắt đầu là ra giáo chỉ trước phế. Trong khi ở mức độ thì đâu có được, hồi xưa đâu phải như bây giờ mà tin tức báo đài hay là mạng internet, Facebook rồi như bây giờ đâu. Cái gì thì cũng qua văn thư kiểm tra kiểm chứng thì cái ổng ở bên Pháp. Thì thôi nói là họ nó dài dòng. Thì bắt đầu nó mới rẽ ra một lần vào năm 2005. Ra cái dấu chỉ số 9. Ra dấu chỉ số 9 hay là tách ra là không coi như thống nhất, tan tành, không còn cành lá hết á, bắt đầu cắt châu lục tách ra hết, thành giáo hội thống nhất Liên Châu. Ví dụ Hoa Kỳ thì giáo hội giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, giáo hội Việt Nam thống nhất Canada, chứ không còn giáo hội Việt Nam văn phòng ai gì quá đạo nữa. Hiểu không? Đó là một lần mà tách hết. Nó còn có con cua mà nó còn cái hai cài que, nó chỉ có lúc còn que bao nhiêu thì đó. Anh nói theo thật sự nó như vậy đó. Ban đầu thì hợp tác, nhưng mà chống biết là thành ra mình chống mình. Rồi bắt đầu khi mà tách ra hội thống nhất Hoa Kỳ rồi thì với thầy với bàn ở Mỹ đâu có ai tu. Thôi thì xin với nhà cầm quyền, để đơn xin với nhà cầm quyền chính phủ Việt Nam cho bên đây bảo lãnh một số thầy có ăn có học qua để tiếp nối, để tiếp tục duy trì Phật Pháp, chứ không dính tới tinh tị, giống như là không phải hòa giải, không phải hòa tan gì tới, mà gọi là mình chấp sinh để mà bệnh mở cửa cho cái thầy đi. Thì ngược lại cái văn phòng hai gì với đạo nó còn lại với cái càng đó, nó kẹp với cái gánh này mà chơi là hòa hợp hòa tan với cộng sản này, đó, nó kẹp. Nhưng giáo sư tới này đó, thật ra tới rồi nó kéo dài đánh ra cho tới 2013 là quýnh một lần nữa giáo điểm số 10 là có tôi. Là đây là tôi là giai kiến lịch sử này, là khi mà tôi ba tôi lanh lẹo tôi giảng ở trên đài này kia nọ thì nói tôi là ông ảnh đưa qua ra giáo điểm số 10. Ông hỏi mọi chú cười đó, làm họ tìm hiểu lại là lúc đó có tôi. Tôi là nạn nhân của giáo chỉ số 10. Quýt một lần nữa nó tan tành cành lá luôn. Rồi tới 2013 coi như là nó rã hết. Rồi cuối cùng là cua hỏng càng mà cũng không nghe. Rồi cuối cùng mấy tập thống địa ngủ chết. Đại lục không có. Rồi tới kéo dài tới bây giờ. Thành ra nó đẻ ra nhiều cái tổ chức. Nhưng mà rồi không tổ chức nào ra tổ chức nào hết. Bởi vì không có giáo quyền. Như tôi giờ tôi gom 4 năm thầy, tôi có ông chủ tập, tôi giờ tôi xin tôi bá chủ hoàn cầu, cũng chẳng ai nói gì, bên đây muốn đứng gì đây. Xin là pháp chủ, xin là tăng thống, hay là xin là thượng thủ, cái gì muốn xin gì xin. Bên đang tự do, miễn sao mà đừng có lấy cái người ta xin rồi thôi. Để ví dụ bây giờ cái chùa này muốn đặt tên chùa Thiện Tài. Nhưng mà muốn sinh nữa thì phải thiện tài 1, thiện tài 2 hay là thiện tài A, thiện tài B, chứ không được nguyên cái danh là thiện tài. Vô thiện tài Temple, thiện tài Center, thiện tài Buddha, dân dân gì đó, hôm nay là nó tự do vậy đó. Nhưng mà phải cái gì đó. Một, mà giáo sư vô, hỏi giáo sư tới không? Em kêu đó, sợ cô chắc còn kẹt xe rồi. Đây là cũng học thôi chứ. Dạ, học tạm rồi. Nhưng mà để cho thầy kè nè. À dạ. Để thầy nói chuyện. Dạ dạ dạ. Là để cho thầy nói chuyện nè. Con nghĩ đúng rồi, bạn trưởng. Dạ. Dạ, không có gì này. Dạ dạ. Thì thầy nói là bây giờ cũng vẫn đang kẹt xe, chưa có nhúc nhích được. Thầy nói là thôi để thầy thuyết pháp tiếp rồi cho. Dạ.
Đó thì bây giờ trở lại đến này thì khi cuối cùng thì bây giờ thì cái người mà lãnh đạo cuối cùng dân thống nhất là Hoàng Thị Lãnh Đạo thì cũng đã viên tịch. Thôi thì tôi cũng không đụng gì tới, bởi vì tôi cũng cho là mình đại học sanh đi. Nhưng mà nghe nói đưa thầy sĩ mới viên tịch lên mà. Rồi thầy sĩ cũng chưa lên được. Chưa lên được, bởi vì cái thời đó là có giáo chỉ số 2. Là đã lỗi thầy tuệ sĩ, thầy Vĩnh Thác ra rồi. Thì chờ cho tới càng nghe rụng hết, lúc đó ngậm chỗ thì ai là người sắp xếp chuyện này. Cho nên không còn ai thì cũng muốn kéo ai lại, còn kéo là cho nên đâu là thống nhất cái hội đồng, dầu gì cũng còn cái hội đồng liên tôn, hội đồng các cái châu lục. Nó không được sao thống nhất cái thẳng ra thì khi mà nghe được là thầy tuệ sĩ được giao quyền xử lý thiền vụ để lên tổng thống thì bên Việt Nam 3-4 ông nó tự xưng tổng thống bị lục tự tổ chức cái nào nó sợ thẳng nứt hỉ mũi chưa sạch nó xưng nó ngồi lên gai nó xưng nó bị lục thì như vậy còn cái giá trị nào nữa đâu, thấy không? Và cho nên là cuối kết cuối cùng thì nó bây giờ là coi như là ra bèn hết thì thôi, thì cái đó nó thuộc về cái việc cái mặt chính trị, cho nên từ nãy ông này hỏi rồi tới ông hỏi thì nó qua cái câu hỏi tôi mới trả lời đó. Mình mới thấy rằng ngày xưa đó thì Đức Phật không hề tổ chức cái giáo hội, đúng không? Các vị thấy công việc đúng rồi đó không? Không tổ chức cái hội đâu, kéo dài được bao nhiêu ngàn năm đó, chứ nếu như thời xưa mà Phật có tổ chức hội là tiêu rồi. Thì giờ tự mình suy nghĩ với tôi, gặp khi tôi giải thích nên không hết ý. Sau đó thời đó Phật chỉ tổ chức cái tăng đoàn, lấy cái tinh thần tập thể, rồi có cái vấn đề đưa ra là truyền y bác thôi, chứ đâu có truyền chùa, truyền danh phận, truyền chức tước. Cái gì thấy rõ không? Ví dụ như Đức Phật thì nó truyền cho tổ sư Ca Diếp, Ca Diếp nó truyền cho A Nan để nói là cái sự di truyền thôi, duy trì bản mạch Phật giáo thôi. Nhưng mà vậy đó mà khi có khi bên Phật giáo Nam Truyền họ còn không đồng ý nữa mà, chứ đừng nói chi mà thành lập của giáo hội. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu có tổ chức là nó dính vào chính trị, hay có tổ chức là có chức có vị, có thượng đội hạ đạo, có bợ dép biếu dài, có lòng đô cuốn gối, có đi bốn chân à. Còn Phật giáo là ngẩng cao đầu thì tôi nói các vị biết là thôi về nói pháp luôn hả? Dạ. Còn có gì muốn nghe không? Dạ nghe này. Phật giáo thật sự ra nó giống như một cây tùng, một cây bách, nó biểu trưng cho cái người trượng phu. Cho nên thường thường nhà Nho họ nói á, cái trúc á, trúc nó sinh quân tử. Và cái tùng ấy sao? Tùng hiện trưởng phu. Cái người trưởng phu mà nhà Nho là học quan niệm nó cũng khác người quân tử nữa. Bởi vì cái người trưởng phu á, giống như cái trúc, cái tùng á, anh nhớ cái lời của con trứ đó là bốn mùa ví những xuân đi cả, gốc núi ai hay xích lão tùng. Trời lạnh lẽo, trời nắng nôi, trời như thế nào, khí hậu, thời tiết hay là thế nào, thì cái tùng nó vẫn là cái tùng, không hề bị lai chuyển. Rồi họ tùng đó, nó là cái thông, cái không những cây mà nó không hề ra cái chỉ, mà trong cái bên trong của nó cứng rắn, sở dĩ nó có sức cái dẻo dai cứng rắn mà nó kèm đến sức dẻo dai. Cái người trưởng phu cũng như vậy, đạo Phật nó vượt hơn quân tử. Quân tử như cây trúc cây tre, tuy là cái trúc cây tre nó bên trong nó rỗng, nhưng mà một mắt á, thì một khúc rỗng thì nó lại có cái mắt, khúc rỗng nó có cái mắt, nó cũng còn mắt ngu đến như là còn trưởng phu nó phản, nó không lay động được cái để nó ăn sâu vào, nó giống như cái mảnh đất tâm của ta vậy.
Thật sự tâm ta nó vốn không có phiền tối, nó không có ác đức, nó không có thất nhân, nó không có đau khổ. Nên mà do ta quên, ta không có nhớ nghĩ nó là cái tâm của ta, cho nên nó để những cái việc trần lao sinh tử nó lôi kéo, vì vậy mà nó khổ đau. Hầu như bây giờ tôi, các vị hiện giờ đang, các vị lắng nghe tôi thuyết trình, tôi cố gắng tôi nói để cho các vị được quan hỷ, thì hiện giờ chúng ta đâu có khổ đau. Nếu chúng ta nghĩ méo mó, chúng ta nghĩ phân biệt, chúng ta nghĩ cái gì đó, cái bản ngã của ta và cái ngã sở của ta, thì bắt đầu nó khổ đau. Nếu ở trong này mà các vị nói ồ, thế này thế kia thế khác, thì tự các vị phân biệt thì các vị sẽ có khổ đau. Còn như tôi nói thì các vị nói nghe, đây là một triết lý, và lý đây là chân thật, chứ không phải lý đây là lý suông, đã phần là lý luận chân thật. Thành ra đó, cái chỗ của cái người, cái đạo Phật đứng đó, giống như cái cây trước nhà đây, là chiều của gì nó đem mấy cái cây rau trồng với cây đó, thì nó trồng nó không sống nổi. Nó là cây cổ thụ rồi, nó đã che hết rồi, thì cái lá nó rụng xuống là cái nhựa của nó không thể nào lên nổi. Cái thông cũng như vậy, phải không? Cái tùng cũng như vậy, cái lá nó mà rụng xuống rồi không một cây gì lên nổi. Thì cái đạo Phật cũng như vậy, nó vững như vậy đó, nó vững chắc, nó bền vững như vậy. Nhưng mà do cái sự bào mòn bởi cái con người làm cho nó xa rời đạo Phật đi. Đó thành ra ngày hôm nay đạo Phật nó lung lay, đó là lung lay. Cho nên cái thời xa xưa thì đạo Phật giáo á, theo tôi suy nghĩ, tôi không sống cùng thời Đức Thế Tôn, nhưng mà do tôi cảm nhận và tôi kính phục Đức Thế Tôn, thì tôi nghĩ là Đức Thế Tôn á khai sáng đạo Phật, Đức Thế Tôn không có ý là cho cái đạo mình là nhất, và cũng không có cái ý là để cái đạo mình mà nó lan truyền như bây giờ đó. Ngài lúc đó Ngài chỉ nghĩ rằng đó, khu vực sông Hằng thôi, thì cái đạo, cái Ngài đâu có, theo tôi nghĩ vậy đó. Còn như mình ca ngợi Đức Thích Ca là cái người suy nghĩ sâu xa, cái người thấy rộng, người kia, tôi không nghĩ điều đó. Mà tôi nghĩ rằng lúc bây giờ đó, cái con người của xã hội Ấn Độ đó, nó đang sống trong cái cảnh điêu tàn của một cái những cái nền tôn giáo cổ. Mà nền tôn giáo cổ nó càng ngày nó càng lạm phát, nó càng lớn quyền cả cái nền chính trị. Bởi vì Bà La Môn giáo nó quyền cả vua chúa, nó đưa ra là bốn chế độ. Bà La Môn rồi mới tới là sắc đế lợi, là vua chúa đó, rồi mới tới là dân như gọi là giàu có, rồi mới tới cuối cùng là dân nô lệ. Thấy không? Chia ra là bốn cái chế độ này, mà cái dân nô lệ này đó là hết đời ông tới đời cha phải là nô lệ, không được gốc đầu lên nha. Mà dân nô lệ này mà thấy vua chúa cúi đầu ra đành nè, mà ngẩng đầu với Bà La Môn giáo này là nó gặp trong giết đó, gây thù với nó rồi đó. Thì sáng ấy, nó vô nó tâu đi thắt lấy lại nè, đi qua phạm thiên điển xuống, nó thì kêu là phải thực tiễn cái thằng này, phải chém thằng này, phải đài thằng này, biết chưa? Thì với cái tầm mà hiểu xa trong rộng của ông Tất Đạt Đa đó, ông Thích Ca đó, cái sự thông minh như vậy thì làm sao ông chấp nhận rằng bốn giai cấp này, vừa thông minh vừa cái tấm lòng nhân hậu từ bi thì không chấp nhận bốn giai cấp. Nhưng mà làm sao mở tung ra được cái vấn đề này đấy? Thứ nhất là không biết phạm thiên là cao nào, không biết ai sanh ai đẻ ai ở đâu, mà đêm nào sáng nào cũng ông vua cha mình phải ngồi nghe cái dòng Bà La Môn này, nó vô nó tâu, nó nhiếp quyền là đủ. Ông thấy ông mệt rồi, nếu ông không thoát ra đi thì ông cũng phải nô lệ với cha ông thôi, là đừng phải vương thôi. Các vị hiểu điều đó không? Cho nên buộc lòng họ mới đi tìm cái chân lý. Mà khi đi tìm chân lý rồi
thì thật chắc mà nói thì lúc này khi từ ra chân lý thì cái tư tưởng của Đức Thích Ca này nè, nó gần giống như tư tưởng của cộng sản Mác kìa. Mác nghe tôi chưa nói lên nghe là bao giai cấp nô lệ này phải đứng lên, có quyền tự do, có nhân quyền và phải có trí tuệ. Tất cả là con người đều có trí tuệ như nhau, đều có khả năng như nhau. Chứ còn mà từ cái tư tưởng Mác mà phim ông Lenin nó phim vô là nó sai bét à. Này tôi nói thật, tôi thật à, tôi không chính trị mà tôi nói. Cho nên thật chắc mà nói, thế thì Chất Nhạc Na đi tu thành thật, trước mắt là giải quyết cái vấn đề tôn giáo. Thế thì Ngài tu rồi thì Ngài mới thấy là tất cả con người đều có khả năng giác ngộ, đều có cái bản lĩnh, đều có một cái trí tuệ và đều có cái nhận thức phân biệt. Thì tại sao mà phải nô lệ cái đấng mà mình không biết đấng đó là ai? Cho nên Ngài không chấp nhận cái thế giới vô hình, gọi là hình vi thượng. Đáp chấp nhận. Nhưng mà rồi tôi nói thẳng đây là cũng quả báo. Dù Ngài trí tệ như vậy, đỉnh đạt như vậy, nhưng mà quả báo và tất cả đệ tử ông ngày nay trả quả rồi. Ngày nay nó tiện tế, nó cung sao, nó dễ hạn, nó cung ma, cung quỷ, nó cung mông sơn, cái thịt cô hồn, nó dậm địa ngục, thập địa diêm vương, phải là những cái gì mà ngày xưa nó giao chủ không chấp nhận, ngày nay nó trở thành, nó cho là phương tiện. Khổ chứ. Dạ. Nó phương tiện cho là phương tiện. Nhưng mà từ phương tiện này để phương tiện kiếm ăn. Chứ nếu mà phương tiện để đổ con người, để mời con người trên phương tiện này để đưa về cái cứu cánh á. Tôi về cái chân lý tuyệt đối như Đức Thích Ca ngày xưa thì không có chuyện gì đó. Rồi trở lại vấn đề, thì Ngài ra đây Ngài tìm chân lý thì Ngài thấy không có cái vấn đề cái đấng nào ở trên này hết. Và bây giờ tôi nói đây là đường chạm dữ lắm, nếu các vị mà còn tin đấng trên trời hay là đấng ở dưới đất là khó nghe tư tưởng của đạo Phật thiệt lắm. Nhất thiết duy tâm tạo. Đó cho nên các vị thấy không, mình ở lại thì đạo Phật á là một cái đạo mà đưa con người tới một cái chân lý tuyệt đối, là chân lý sống với chân lý chết, đưa cho người con người trở về với cái của mình, của chính mình. Như vậy thì tôi hỏi các vị đây nè, đạo Phật ra đời từ nơi thế giới loài người, phải không? Ông Phật là con người thì ông Phật phải giải quyết cái chuyện của con người trở lên, chứ không có chuyện giải quyết trở xuống. Nhưng mà rồi hôm nay nương cái đạo Phật cái thành ra tốt trong xấu, nương cái lòng từ bi đạo Phật để thương hết mọi loài thì tốt. Nhưng mà có khi loài người đóng xương mà đi thương mấy con cá, mấy con tôm, mấy con chim, mấy con lằn nhằn, con người nó rủa, nó cho dai mặt gốc, nó cắt cổ họng, nó không thương. Cứu người nó cứu mà đi cứu mấy con lằn nhằn vậy. Thì tôi hỏi quý vị, mấy con nói chừng nào nó thành, nó thành cái gì? Các vị công nhận bây giờ con người đây nè, đây con người đây nè, mà không biết ở trong này con nhiều hơn người ha, hay là người nhiều con. Có khi nói như vậy bằng ngôn ngữ của mình nè, phân tích như vậy là tôi nói để về khô nước miếng nè, thầy của tôi muốn. Nhưng mà các vị còn không kia thì mới đi mà các vị nói cho con vật nghe, phải không? Cho nên cái vấn đề á, trở lại cái này đạo Phật, nếu đạo Phật chính thống, đạo Phật thiệt á, là Đức Thích Ca Mâu Ni là cái người rất là bình dị, rất là bình dân, rất là bình thường, mà Ngài không có những cái thứ bất. Ví dụ như con người mình có 8 thứ mắt như này. Đơn giản là ngồi mà nghiên cứu kỹ những cái thôi. Con người mình có 8 thứ mắt nè. Thứ nhất là mắt gì? Mắt an nè,
thứ hai là bất ổn nè, thứ ba là bất bình nè, thứ tư là bất như ý nè, thứ năm bất gì ta, bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý. À, tôi nhớ bất nhân nè, bất nghĩa nè, bất tính nè, còn chữ bất nữa, nếu mà nói gì thì nó dư, không phải bất tính, trung như bất tính, à, bất an, bất ổn, bất bình, bất nghĩa, bất nhân, bất nghĩa. Vì nó thiếu cái đi. Không. Mấy chị nó nằm trong đây nè. Tôi cho nó táo là tự nhiên tôi quên ngang rồi đi. À, thì trả lại bây giờ mình vượt qua, mình làm sao mình vượt qua những cái thứ bắt này nè, thì mình trở thành một con người là bình thường. Bình thường. Mà bình thường thì đạo chứ có gì đâu. Bình thường cái nên là nó lúc đó là ngày là con người rất bình thường. Khi mà thứ nhất là khi ngài còn là thái tử, ngài hưởng hết rồi, hưởng thụ hết rồi, nhưng mà ngài có phước đức sẵn, có trí tuệ sẵn có rồi, cho nên ngài không có như chúng ta là hôm nay có ngày mai không. Ngài có tất cả, cho nên cái có ngài thấy nó không tồn tại thì cái không của ngài cũng không cần thiết, đúng không? Cho nên cuối cùng thì thôi, nhất bát thiên gia phạn, một bình bát cơm ngàn nhà, coi như cho qua ngày tạm thái đến luôn cái thân cảnh não thôi. Có không, không có ngài không mặn lòng. Còn bây giờ mình sao? Có ít thì mình muốn có nhiều, không có thì muốn cho nó có. Cho nên đủ thứ mình bất an, bất ổn, bất bình, bất ý, bất rồi bất nhân, bất nghĩa, đủ thứ tại mình thì cái thứ đó mòn khổ. Còn Đức Thế Tôn cũng hề có. Ngài chỉ có cái là ngài đạt cái chỗ hơn mình. Mình phải chấp nhận rằng Đức Phật cũng như Đức Kitô, tôi nói chung như là hơn chúng ta ở chỗ là cái tuệ giác thôi. Còn tất cả những cái gì Đức Phật xuất thế và Đức Kitô xuất thế thì như nhau, cũng là một con người như nhau, cũng có cha, có mẹ, có tình thương, có yêu thương, có quán thù, có ân hận, có ghét, có nhiều như nhau. Nhưng mà vì cái tuệ, ngài đạt cái đỉnh cao là ngài nhiều đời, nhiều kiếp, ngài có gây cái hạt giống lành. Còn mình thì có khi có, khi không. Nội sinh ra cuộc đời thì thôi, nội một phút giây thôi. Mà mình đã nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Một phút giây thôi, một sát na thôi. Thì nó có thương, nó có ghét, nó có phải, nó có quấy, nó có thiện, nó có đủ thứ trong đó. Nó mà làm trong đó. Cho nên cái người tu á, nếu quý vị không cần tụng kinh nhiều, gõ mõ nhiều, mà gọi là nếu biết kêu tu thiền á, cũng không cần ngồi chéo chân nữa, mà giữ cái mai này, giữ cái ý thức này, vừa khởi ra nó bồng bềnh, nó giống như đứng đất nó bò, cứ việc cho nó bò, nhưng mà mình khuôn nó cho nó bò tới đâu thôi. Đừng cho nó bò đụng dây điện, đừng cho nó bò vô hồ nước. Mình khuôn đó, mình giới hạn đó. Rồi cái dưới nó bò và vừa tới ra thì mình kéo nó lại. Thì chắc ăn không có chuyện gì phải ăn hẳn. Ý thức này cũng vậy. Đâu ai mà chẳng đứng được cái ý niệm này nó đạt tới cái chỗ vô niệm. Đừng có nói vô niệm, nhiều người dạy, dạ tôi nói xin lỗi, tôi nói hơi tự cao á. Dạy bậy, cái tôi để ngồi thì nó đạt tới chỗ vô niệm, làm sao vô niệm được? Vô niệm nó vẫn còn cái ý niệm, cái gì công nhận điều đó không? Không bao giờ vô niệm được. Có nghĩa là đừng cho cái niệm lan sang, mà sống trở về những cái chánh niệm. Là cái niệm chân chánh được, nhưng mà nó tôi để đạt tới vô niệm, ngồi để mà đạt tới cái chỗ thở ra hết vào, nó đạt tới vô niệm là hoàn toàn là tu sai cái biết Phật. Rồi nếu tu để cắt hơi thở,
để rút cái hồn ra khỏi cái thân này nhập vào, cái đó cũng là tà đạo, cũng sai với Phật đó nghe. Nhớ đạo Phật không có chơi, không có chơi con đường thần thông. Đạo Phật cái thần thông này là của Bào La Môn giáo. Dầu biết rằng là một Kiền Liên trong hàng đệ tử Phật là người đệ nhất thần thông đó, nhưng mà Phật không cho vận dụng thần thông. Thậm chí có lần Phật qua bên sông, ngoại đạo nó muốn tỏ vẻ hơn Phật, Phật thì chờ đợi con thuyền đưa, còn ngoại đạo họ bay qua. Nhưng mà khi đó thì họ tự hào họ là tưởng đâu Bồ Đàm ngon lắm, ai về đâu phải đi vào con thuyền. Thì cuối cùng cái trí tuệ là Phật, Đức Phật hỏi cái rất hay xưa ngài. Ngài luyện mà từ đây ngài bay qua tới bờ bên kia thì mất bao nhiêu lâu? Ông nói tôi luyện 2 năm rồi đó. Thế thì ngài trả lời thôi thì thôi tôi có 2 cách tôi qua tới giọt xong cho nó rồi. Thấy không? Cho nên cái trí tuệ đặc biệt kia đó, còn trả lời rất là trong cái biết họ hơn thua. Nhưng mà thật sự theo như chúng tôi được khẳng định một điều là lúc đó Đức Phật đi thành không những được. Sự thật trước khi Phật là khai thác là Phật, Phật là vẫn là một tu sĩ và là môn giáo mà. Và ông đạt tới mức độ mà chết đi sống lại và đạt tới cái tuệ tri như vậy, cái phước báo vậy, làm sao ngày không đi thành không được. Nhưng mà tôi không thành, không thổi phòng cái Phật của tôi. Chúng ta không thổi phòng Phật của ta. Mà ta thấy Đức Phật, nhưng nếu mình thì sao? Mình một cái chút thần thao cái là mình chơi về à? Thì mình lại không, cho nên chỗ này tín niệm. Thành ra đó, cái giỏi nhất của đạo Phật đó, là cái ở chỗ đó, mấy thầy đừng có ham gì tên á. Mà thường ấy, giỏi nhất của đạo Phật là phải giáo hóa thông. Làm sao giáo hóa cho thông, cho nên tất cả mấy thầy tôi với mang họ thích. Tôi bắt đầu tiểu thích ở đây á là chú thích là chính. Phải chú dạy chú thích cho ra được cái tôn ý của đạo Phật, cái mục tiêu đạo Phật, chứ không phải tiểu thích. Đây là họ thích của Đức Thích Ca, không phải, nó là một phần nhỏ thôi. Nhưng mà hồi đó thì các vị cái đông có nghe với thầy nói không vậy đó, cứ là tiểu thích là do lấy họ thích là do Đức Phật Thích Ca họ thích thôi. Sai rồi. Các vị thấy không? Cho nên cái những yêu cầu sai lầm một chút thôi là nó đi một dặm. Nó đi một dặm. Cho nên cái chữ thần thông của đạo Phật á, nó chưa phải là đánh trượng phu. Nhưng một Kiền Liên thần thông cho dữ, nhưng mà cuối cùng á, nghiệp nó tới thì bị ngoại đạo đánh bể đầu, lồi óc, khiên về. Thì bây giờ Phật mới nói xong ngon quá ông, dùng tình thông ông chửi người ta đi. Thì ông nói về Phật Thế Tôn, khi nghiệp nó tới rồi, thành không nhớ, nhớ chi thông. Nói là Phật Nguyên đó, không hiểu. Nghiệp tới là thành không nhớ chi thông, lúc nghiệp nó tới rồi thì bắt phép, bắt thông ở trên. Còn ngược lại, sao lại phát là vượt trên trí tuệ đó. Cho nên cũng đi ngang con đường đó, cũng ngoại đạo hỏi câu đó mà ông trả lời bằng cái trí tuệ, bằng cái lời gọi là cái lời thông suốt chứ không phải thành thông. Thông suốt, cho nên nó thấy ông này dễ thương cho bà. Ông kia đi ngang trả lời phát nói ỷ mình có thành thông, ỷ mình sức mạnh. Trả lời nó lấy cây nó bổ cái bể đầu, nó nói thành không nhớ, nhớ chứ thông. Theo cho nên cuối cùng là phải cũng phải quay về chánh niệm. Mà thưa các vị, thử các vị đồng chủ cái ý thức các vị thấy dễ không nè? Thật sự phải dễ. Nhắc đi nhắc lại cũng quay từ chánh niệm. Một lời tác động là quý vị đã thay đổi ý thức quý vị rồi. Một cái suy nghĩ thôi, vừa suy nghĩ này thì cái lần suy nghĩ khác là đã thay đổi thức. Cho nên vì vậy đó, cho nên buộc lòng Phật giáo Bắc Truyền phải đưa ra một cái ông mà để nhắc nhở mình làm địa tạng đó. Đó, bắt đầu đưa ra. Từ đó Phật giáo phải đẻ ra. Và đẻ ra để nhắc nhở cái tâm thức của mình, chứ không phải đẻ ra để quý vị đem con địa tạng đi vô giữ khổ cốt, đi ra cái địa giữ mồ ba. Mà cuối cùng rồi mấy cha nội lấy ông này
cầm cái tích trưởng ra cái địa đứng giữ mã có tiền, vô giữ dân binh giữ thủ cốt có tiền, không cái thực tế lúc sau có lợi thì làm. Đó, vô tình cái chuyện danh lợi trước tiên đi, còn cái sự giáo hóa này tính sao, thấy không? Cho nên cuối cùng đạo Phật ngài nó một cái xuống mà mình nói không được, nó rần rộ như vậy nhưng mà nó là pháp nạn, cái pháp bị nạn, nó rõ nó như vậy đó. Cái gì khổ quay về lạc vô Facebook của tôi coi đủ của tôi đâu có không thiếu gì tới hết, đang quay đó. Đó, cho nên thì cái nhắc lại, thế thì trả lại vấn đề nãy tôi muốn nói đó, là vấn đề mà vụ trượng phu đó, thì thật ra cái đạo Phật đó, thứ nhất đó, là nói về cái đạo Phật thì chứ từ tổ lại liệt Phật, liệt vào chỗ đó, là Đức Phật đó là ngài là con sư tử vương. Chỗ nào mà sư tử chúa nằm đó, thì chỉ có sư tử con quân quýt thôi, chứ còn không một loài nào mà dám gần sư tử hết. Thì giống như giáo lý đạo Phật, mà một khi mà rống lên rồi đó, thì tất cả chim muông chó chóc, kể cả con voi mà cũng chạy đâm đầu vào vách đá, bị cái chân lý mà. Đó, rồi cái thứ hai nữa đó, thì giáo lý đạo Phật nó ví như cái nơi mình, ví dụ như mình nơi cái cây thông đó, nó sống vậy đó, cây thông mình biết cây tùng quân tử đó. Dưới cây thông này không loài nào sống nổi, hoặc chăng chỉ thông con thôi, cho nên nó không có giống cây tạp. Sư tử thì không loài nào sống nổi, dầu các loài khác có theo đuôi con sư tử, nhưng mà nó vẫn là cái tiếng chó sủa, chó nó vẫn là chó, chỉ có sư tử nó mới gầm ra sư tử. Thì bây giờ cái đạo Phật mình bây giờ ngày nay á, xin lỗi nói chứ thiệt, chó đó, nó theo gót sư tử nhiều lắm, nhưng mà dầu nó có cố tâm, nó rống cổ, nó khét, nó gào, thì nó vẫn là tiếng gâu gâu xong. Thì theo cho nên không thể mà gọi là truyền bá chánh pháp chân thật được. Thứ nhất giảng pháp kiểu này là cảm tình, theo có nhiều bà nghe mấy ông thầy mà là cảm tình đừng có tên cho nó chữ tôi nữa, nghe mà ngồi mà sai mà dồn kia nó chảy, trời ơi mê tưởng sao ông thầy đâu giả rồi kéo ca hát cái vỗ tay bóp còn giải cho tôi gì đó có nghe tôi thiệt đó, giảng tôi là bữa nay là các vị là một lòng muốn nghe chứ còn chứ tôi thì là không nghe đâu. Cái gì mà giảng mà vui mà hay mà tâm lý, giảng thì coi như là con này tướng đẹp quá, tướng này chắc rồi kiếp trước cúng hoa cho Phật nhiều, kiếp này nè mà thấy rồi cái tướng này, cái tướng này mà tướng sát khô rồi cái là giảng này, thấy không? Cái chân thật thì lại giảng nói tướng này sống trăm hai cuộc khổ phái, nói tướng này coi thì sống tới ngày mai là buồn liền. Nhưng mà thật sự thí dụ tôi khen cái gì sống tầm 20 tuổi chứ tôi nói cái gì không tới ngày mai cái nào trúng chắc lắm, không có cái trúng chứ hai chữ vô sự đạo Phật đấy đâu, chưa chắc gì bỏ đạo xuống tới ngày mai. Thật sự mình phải chấp nhận nó vô sự cái này chứ mình không thể chấp nhận 120 tuổi, bởi vì trên cuộc đời này không ai, không mấy ai sống 120 tuổi, thì đừng có dạy là cho cái 120 tuổi nó là chân lý. Mà dầu là chưa chắc gì ngày mai ta chết, nhưng mà phải chấp nhận ngày mai ta chết nó là chân lý. Vì cái chết của đạo Phật không phải cái chết về thân xác, mà cái chết về tư tưởng. Còn giả quy sắc, còn cái tuần dưới Thí Kiều, lúc mà Thí Kiều khổ đau quá rồi, thì Quảng Thế Âm hành hạ đó, cái tới chừng mà hành hạ cho Thí Kiều để xuất sinh, mà lúc mà xuất sinh về Định Thư để đem Thí Kiều đi làm thiếp, nhưng mà Quảng Thế bà báo với mẹ bà bắt về trước rồi làm nốt tay ra. Thế thì khi xuất sinh thấy đâu có nói gì được, thì cuối cùng thì đau khổ cả đêm hầu rượu,
Cuối cùng nghe cái túi tiếng chuông công phu. Thầy bảo mới nói ôi, nghe tiếng chuông nhắc nhở như cởi mở lòng ta, giường gần ngàn tiếng mà giường xa dặm trường. Rồi bắt đầu bà hát gì đó tôi quên rồi. Thầy sau cái quả thơ mới nói ồ, à, ngươi muốn đi tu à? Thôi thì đi tu thì có sẵn có khánh bạc, có chuông vàng. Ngươi ra đó mà lo lên lên cởi bồ đoàn chứ đừng có đèo bồng. Cái bà nói Nam Mô Di Đà Phật, chốn thanh lâu con cởi bỏ, thay vào đó chiếc áo nâu sòng. Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh trả tiền sẽ sống lại từ đây. Thấy không? Tí 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 tỷ tí tỷ tí 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 chết vậy đó. Chết vậy đó chứ không phải là chết, nghe nó chết cái là sợ, chết cái tư tưởng. Một ngày trong cái địa tạng nó nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh, một ngày một đêm có muôn lần sống chết, đúng không? Cho nên sống chết cái thân này nó chỉ quá bình thường. Dù sống trăm trăm tuổi cũng chết, 200 tuổi cũng chết, cái đó là chuyện rất bình thường. Nhưng cái đó gọi là phần đoạn sanh tử thôi. Chết từng phần, chết từng đoạn. Nhưng mà chết cái này nè, cái gọi là bất tư đi. Bất tư đi biến dịch sanh tử nè. Cho nên chốn thanh y, chốn thanh lâu con cởi bỏ. Cái áo mà mặc chốn thanh lâu con cởi bỏ, thay vào đó cái áo nó không xong. Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh trả tiền sẽ sống lại từ đây. Đây là cái chết bất tư nghi biến dịch sinh tử. Hiểu chưa? Đạo Phật nếu hiểu đúng cái giáo lý Đạo Phật thì cái cách nào cũng giải quyết được hết trơn. Thôi cứ nói vậy.